ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài xoa dịu và kết thúc nỗi đau. Phật giáo phân ra đau là những bất hạnh xảy ra trên cơ thể của mình. Như chúng ta có thói quen nói đau gan, đau thận, đau tim, đau xương, đau bụng, đau đầu. Chứ thực tế đó, đau là một cái phản ứng sinh học trên cơ thể, thể hiện cái cảm giác khó chịu, nhức nhối đối với cơ thể của chúng ta, và đó làm cho chúng ta đôi lúc xa nước mắt. Nhiều người chịu đựng nỗi đau không nổi đó, có khuynh hướng tiêu cực, nghĩ đến cái chết, hoặc là chọn các hình thức tự giận, đẩy cái cuộc đời bế tắc mình vào một cái vực thẳm sâu, mà sự kết thúc nó đó chẳng những không làm cho nỗi đau khổ nó kết thúc, mà còn làm cho những người thân của chúng ta đó bị khổ liên lụy theo. Nỗi khổ đó thì theo Phật giáo nó thuộc về cảm xúc, thái độ tâm lý của chúng ta đối diện trước các cái đau của cơ thể và những bất hạnh diễn ra trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến phúc lệ, hạnh phúc và an vui của mình, những người thân, những người đồng loại và tất cả chúng sinh được chúng ta quan tâm. Về bản chất đó, thì nỗi khổ nó thuộc về cảm xúc và thái độ. Khi mà chúng ta không làm chủ được dòng cảm xúc, thì khi đối diện trước tất cả những đổi thay của cuộc đời, như là chiến tranh, chết chóc, bất hạnh, tổn thương và nhiều cái điều bất nghĩa khác đó, chúng ta trổ về một nỗi đau, có khi đó là nó thầm lặng bên trong và trở thành những giọt nước mắt khô không lệ. Có khi đó nó cuồn cuộn như là trận cuồng phong, bão táp phong ba tấn công một cách dồn dập, làm chúng ta gần như là mất hoàn toàn phản ứng và sự chịu đựng cần có để vượt qua những thách đố trong đời. Khổ và đau đó là hai đối tượng và theo Đức Phật đó, chúng ta cần phải nỗ lực để vượt qua nó. Vì thất bại trong nỗ lực này đó được hiểu đồng nghĩa là chúng ta trở thành những người bị vướng kẹt vào nỗi khổ và niềm đau. Điều này có lẽ cho chúng ta không ai muốn hết, nhưng trên thực tế đó, chúng ta đang bị vướng kẹt vào, đã vướng kẹt vào hoặc sẽ có thể vướng kẹt vào. Và trong buổi chia sẻ sáng hôm nay đó, chúng tôi đề nghị hai phương diện. Thứ nhất đó, là chúng ta nỗ lực so dịu nỗi đau, và nỗ lực thứ hai đó là kết thúc các cái nỗi khổ niềm đau mà mình đang đối diện và sống với nó. Ít nhất là ở phương diện soi dịu, chúng ta phải thực hiện cho bằng được. Soi dịu tức là làm giảm bớt đi, làm yếu bớt đi, làm cái cuộc sống của mình nó trở nên hưng phấn hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, tích cực hơn, năng động hơn. Và do vậy đó, khi có mặt ở trong nỗi khổ niềm đau, chúng ta không vì thế bị nó nhấn chìm ở trong sự bất hạnh. Điều một, xoa dịu nỗi đau. Trong số chúng ta đây đó, ai là nạn nhân chất độc da cam hoặc là phê nhiễm chất độc da cam trực tiếp hay gián tiếp, xin quan hỷ giơ tay lên. Khoảng gần một phần nữa. Còn ai là đại diện
của các gia đình nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam xin giơ tay lên. Cũng gần một phần nữa. Vào thập niên năm 1961 cho đến năm 1971 đó, đế quốc Mỹ ra lệnh thả xuống miền Nam Việt Nam 18.200.000 gallon lít chất độc da cam, tiếng Anh gọi là Agent Orange. Chất độc da cam này đã có mặt ở trên 10% tổng diện tích đất của miền Nam Việt Nam. Lúc đó là dưới sự là cai trị của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và là đồng minh của Mỹ. 10% trên tổng diện tích hoa màu của toàn miền Nam là một con số rất lớn. Và đế quốc Mỹ cho rằng đó, đó là những nơi mà các bộ đội cụ hồ, các chiến sĩ du kích ẩn náu ngày và đêm để chống lại cái cuộc chiến có sự can thiệp của Mỹ. Vì cái chức năng của loại hóa học độc hại này đó là làm cho tất cả các loại cây cỏ bị rụng lá, và từ trên trực thăng máy bay đó thì phía của Mỹ và Liên minh của Mỹ sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy và phát hiện ra sự ẩn náu của các bộ đội mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam để tiêu diệt. Nhưng mà khi làm công việc đó đó thì Mỹ đã đánh vào luôn cả các mục đích dân sự, chứ không chỉ đơn thuần là mục đích quân sự. Đó là điều tối kỵ đối với luật pháp của thế giới. Số lượng các bộ đội trong cuộc nam tiến để giành lại độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước đó, là bao nhiêu bị phơi nhiễm chất độc da cam thì chúng ta cũng không đoán hết được. Nhưng mà theo thống kê của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đó, thì ít nhất chúng ta có khoảng gần 1 triệu người bị phơi nhiễm, trong số đó có khoảng 400.000 nạn nhân đã chết bởi cái chất độc nguy hiểm này. Và số còn lại đó hiện nay vẫn tiếp tục bị phơi nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp đến các thế hệ con cháu khi mang thai ở trong bụng đó, là đã bị dị tật bẩm sinh, và khi sinh ra lớn lên đó thì nhiều cháu đó không được vẹn toàn cơ thể. Và theo đánh giá của các chuyên gia về chất độc này đó thì ít nhất là 2-3 thế hệ con cháu của các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam đó sẽ phải tiếp tục gánh lấy hậu quả nặng nề của cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam. Vào thời điểm đó đó thì các nghĩa sĩ của Việt Nam được kêu gọi tham gia cuộc chiến vì chánh nghĩa. Vì lúc đó chúng ta muốn thống nhất độc lập toàn bộ chủ quyền, Nam và Bắc sum họp một nhà. Cho nên trong cuộc chiến đó có tối thiểu là 300.000 chiến sĩ đã nằm xuống. Còn phía Hoa Kỳ đó thì có tối thiểu là 58.000 binh sĩ đã bỏ mạng. Liên minh của Hoa Kỳ gồm lính ở nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc đó, cũng đã có rất là vài ngàn người đã bỏ mạng. Nói chung là trong bất kỳ cuộc chiến nào đó, nỗi khổ niềm đau cũng đều có mặt. Và cả bên phía chánh nghĩa, phi nghĩa đều trở thành nạn nhân của cuộc chiến, nhất là cái cuộc chiến xâm lăng. Để so dịu nỗi đau đó thì quý bà con cô bác tập làm quen với phương pháp trị liệu tâm linh mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Đó là bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại Vườn Nai, cách sông Hàn khoảng vài chục cây số.
vì là bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân, được xem là phương pháp tâm linh trị liệu và kết thúc nỗi khổ niềm đau quan trọng nhất của Đức Phật. Theo tinh thần của bài kinh này đó, chúng tôi xin rút ra ba thái độ tâm lý ứng xử tiêu cực trước nỗi khổ niềm đau, mà theo đó đó, khi bị vướng phải, chúng ta rất khó có thể xoa dịu được nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình và những người thân của mình. A. Đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau. Đào tẩu là một thói quen khi mà cái năng lực chịu đựng tích cực của chúng ta đã trở nên mòn mỏi. Rất nhiều người đã không mạnh dạn, thiếu bản lĩnh, mất tự tin, hoàn toàn không muốn đối diện trước các nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải. Con đường và giải pháp mà họ chọn đó là tẩu vi thượng sách, tức là chạy trốn khỏi cái thực tại khổ đau mà mình đang bị vướng kẹt phải. Ví dụ như những người thiếu nợ biết rất rõ là mình sẽ rất khó có thể trả nợ được đúng thời gian như đã cam kết và hứa hẹn, thì thay vì nỗ lực nhiều hơn, điềm tĩnh hơn để có thể trả nợ dần dà và trả nợ dứt điểm, thì rất nhiều người đã đánh mất trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm luật pháp của mình, đào tẩu khỏi cái nơi mà mình đang sinh sống, khỏi cái sinh hoạt mà mình có cái gắn kết với các nạn nhân cho mình mượn tiền hay là vay tiền. Sự đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau của cái vụ mắc nợ này đó chỉ làm cho kẻ đào tẩu đó có cái cảm giác là mình được trấn an tạm thời thôi, vì lúc đó mình không có bị các chủ nợ dí nợ nữa, hay là không bị đối diện trước những cái lời hăm dọa nữa, những lời kêu ca than vãn nữa. Chúng ta chỉ được trấn an tạm thời thôi, nhưng nỗi khổ niềm đau của những chủ nợ, của những nạn nhân bị mình quỵt nợ đó vẫn còn đó, thậm chí là nó có thể tăng trưởng nhiều thêm. Bởi vì là thay vì mình đối diện mà có bản lĩnh và chịu trách nhiệm trả đó, thì dù không được nhiều cũng được ít. Còn lần này mình đào tẩu khỏi nó, bỏ hết trách nhiệm đó, thì tất cả những người có liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến cái vụ mắc nợ này đó là bị chìm đắm ở trong khổ đau. Do đó, để xoa dịu nỗi đau, đạo Phật không khích lệ chúng ta đào tẩu khỏi cái thực trạng khổ đau. Chúng ta phải mở mắt thật to, lắng lỗ tai nghe thật rõ, cảm nhận thật là tinh tế để thấy được nỗi khổ niềm đau của những người có liên hệ trực tiếp đến chúng ta, và những hành động của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp đến họ. Chúng ta không được quyền sống cho riêng mình, vì theo Phật giáo đó, được gọi là cuộc sống đó, tức là nó có một cái quan hệ tổng hòa giữa chúng ta với người khác, giữa con người với động vật, giữa con người với thiên nhiên. Không ai có thể tồn tại độc lập một mình. Và do đó, mọi hành động từ tư duy, lời nói, việc làm và ứng xử của chúng ta đều có những cái ảnh hưởng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc theo chiều hướng tích cực hoặc theo chiều hướng tiêu cực. Và thấy rõ điều đó để chúng ta không gây một cái phương hại gì, dầu chỉ là lỡ lời, vô tình, nhưng mà xúc phạm hay là dẫn đến cái nỗi khổ niềm đau của thời gian, thì chúng ta không được quyền gọi là đào tẩu khỏi cái trách nhiệm đó. Mà khi mình có cái trách nhiệm không đào tẩu khỏi trực trạng khổ đau do mình gây ra, hoặc là mình đang có cái cộng hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến, thì lúc đó đó chúng ta mới thực hiện được cái trách nhiệm cao quý của mình, ít nhất là về phương diện đạo đức, hay là xa hơn nữa là trách nhiệm luật pháp để chúng ta giải quyết nó. B. Không phớt lờ khổ đau. Phớt lờ khổ đau là một thái độ chịu đựng mà theo Phật giáo mang tính tiêu cực. Phớt lờ có nghĩa là không để ý đến, không quan tâm đến, nó đang có mặt
mà bỗng nhiên trở nên là không hiện hữu đối với người thiếu sự quan tâm về nó. Ví dụ như trong cơ thể của con người đó, từ tuổi ngũ tuần trở lên đó, ít nhiều có những cái chứng bệnh do cái tiến trình lão suy diễn ra trong cơ thể sinh học. Và rất nhiều người phớt lờ đó, đang khi các bác sĩ trên toàn cầu và tổ chức sức khỏe thế giới đó khuyến cáo mỗi người đó tối thiểu một năm phải khám tổng quát toàn thân 2 lần, tức là trung bình là 6 tháng khám 1 lần, để chúng ta kịp thời phát hiện ra các loại bệnh tật mới phát sinh và trị nó dứt điểm. Mới phát sinh thì rất là dễ trị, nhưng mà rất tiếc đó, vì cái công việc làm ăn, và nhất là những người nghèo khó về tài chính, chân lắm tay bùn từ sáng đến chiều tối đó, gần như không có cơ hội hoặc là không có đủ tiền để đi làm công việc này. Cho nên người ta cứ quen với cái thái độ là phớt lờ nó, đau nhất rồi thôi mình cứ ráng chịu đựng rồi bỏ qua thôi. Nhưng mà khi đến bệnh nặng á, đi khám, từ lúc là chúng ta hoàn toàn thất bại trước sự trị liệu, bởi vì thời gian nó không còn kịp thời nữa, bệnh nó quá nặng rồi, nhất là những cái chứng bệnh nan y, bao gồm những cái chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối. Do đó phớt lờ nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đang vướng kẹt phải chắc chắn không phải là giải pháp. Chúng ta chỉ tạm tìm quên nó thôi, quăng nó vào trong một cái xó ký ức nào đó, rồi khóa cái xó đó lại, chúng ta không nhớ đến nữa, không để đến nữa. Thì lúc đó đó, về phương diện tác dụng tâm lý là chúng ta sẽ không làm cho nó hành hạ mình nhiều hơn, nhưng mà nó vẫn âm ỉ và tiếp tục tồn tại ở trong cuộc sống của chúng ta, thậm chí nó còn tồn tại nguy hiểm hơn nữa. Điều này nó cũng giống như trong nhà mình có chuột, có gián, có các cái côn trùng. Những người mà phớt lờ đó thì để cho chuột, gián, côn trùng nó hoành hành trong ngôi nhà của mình, dẫn đến nó là mất an toàn thực phẩm, mất an toàn sức khỏe, và tạo ra rất nhiều các loại gọi là dịch bệnh, mà làm cho chủ nhân đó sẽ phải tốn rất nhiều tiền để đi điều trị y khoa về sau này. Cho nên theo lời Phật dạy đó, chúng ta không nên phớt lờ nỗi khổ niềm đau mà mình đang vướng phải. Chúng ta phải nhìn thấy rõ được mặt mũi của nó. Nếu mình không đủ sức để tìm ra được mặt mũi của nỗi khổ niềm đau, chúng ta đừng tự ái, đừng ngại ngùng, hãy nhờ những người khách quan có kinh nghiệm hơn mình có thể chỉ điểm, vạch mặt chỉ tên được chúng, để cho chúng ta thấy rõ được. Bởi vì đôi lúc mình ở trong cuộc, chúng ta dễ bị quán gà hoặc là dễ bị chủ quan. Chính vì thế đó, có những nỗi khổ niềm đau đó tưởng chừng là bình thường nhưng rất là nghiêm trọng về bản chất. Nếu không giải quyết nó đó, thì cái tính cách nạn nhân của chúng ta đó sẽ phải tăng trưởng theo năm tháng, và do vậy chúng ta sẽ bị chúng khống chế và hành hạ từ ngày này sang năm tháng khác. Đó là điều bất hạnh. Hận thù là những nỗi khổ niềm đau mà phần lớn người ta thường phớt lờ theo kiểu mà buông bỏ luôn thì quá tốt. Đằng này người ta chỉ là giả vờ như là không để ý đến rồi, nhưng mà bên trong tâm á, thì chưa rũ bỏ được, chưa buông bỏ được, chưa tha thứ được, chưa sống rộng được, từ bi vị tha được. Cho nên á, chúng ta vẫn còn ngấm ngầm gọi là ghét cay, ghét đắng, và thề là không đội trời chung với những kẻ đã gây tội khổ cho mình, nỗi đau cho người thân của mình. Thì ôm ấp vào cái sự hận thù đó là một sự gọi là phớt lờ cái khổ đau. Thì nhiều người ta tôn trọng luật pháp đâu dám thể hiện các cái hành động trả thù, vì trả thù đó cho thực tế nó chẳng có lợi gì cho ai, nó chỉ làm cho cái ăn quán giang hồ đó ngày càng thêm thắt chặt thôi, ngày càng thêm nặng nề thêm thôi. Thì tự nhiên đó, thay vì ta bỏ luôn đi bằng cách tha thứ rộng lượng, bao dung và từ bi cao thượng,
thì rất nhiều người đã ôm ấp đó, đè nén nó để mong một cái cơ hội nào đó có thể trả thù được, có thể rửa thù được. Như vậy cái này là tạm để yên thôi, nó là một hình thức phớt lờ rất là tế nhị, mà trên thực tế đó nó làm cho chúng ta gần như là phải trở thành nạn nhân tiếp tục của những nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị dướng kẹt phải. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta là không nên phớt lờ, chúng ta phải mở mắt thật to và nhìn thật kỹ cái mặt mũi của nỗi khổ niềm đau đang là cái gì để chúng ta nỗ lực vượt qua nó. C, không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Nếu thái độ tắc trách trước nỗi khổ niềm đau dẫn đến sự đào tẩu, thì phớt lờ nỗi khổ niềm đau đó là cái cách xoa dịu nỗi đau tạm thời thôi, vì chúng ta không có quan trọng quá gì nữa, thì chúng ta rất dễ dàng là vượt qua được một phần nhỏ nhỏ, nhưng mà nó vẫn còn nằm ý nguyên cho đến lúc nào đó nó được chúng ta điều trị một cách có phương pháp và dứt điểm. Cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đó là một thái độ cảm xúc sai lầm của chúng ta đối với các bất hạnh mà mình đang vướng kẹt phải. Cường điệu quá là thói quen làm cho vấn đề trở nên quan trọng hơn, nghiêm trọng hơn, nặng nề hơn, tăng cái cường độ nó lên lớn hơn, mà trong thực tế đó các cái nỗi khổ niềm đau đó nó ở mức độ nhỏ thì chúng ta cho nó là lớn, ở mức độ lớn thì chúng ta cho nó là ghê gớm. Chúng ta không bao giờ nhìn đúng được mặt mũi thật của nó, cứ bơm vòng cảm xúc mình vào trong cái thái độ khổ đau đó, làm cho cái khổ đau đó có khuynh hướng gia tăng, nó trương sình ra, nó lớn dần ra, và nó làm cho chúng ta mất dần khả năng chịu đựng về tâm lý, gọi là chịu đựng tích cực. Về bản chất đó, người nào thiên nặng về cảm xúc nhiều, người đó có thói quen cường điệu quá nỗi khổ niềm đau nhiều. Còn ai sinh ra trong những cái hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ rồi, có tính tự lập bươn trải, không dựa dẫm, thì tự động đó, cái nỗi khổ niềm đau khi xảy ra với họ đó, họ có cái thái độ chịu đựng nhất định, cho nên ít bị vướng kẹt vào cái thái độ cường điệu hóa. Nếu là một người nặng về cảm xúc, sống trong một cái hoàn cảnh khó khăn về tài chính và kinh tế, cuộc đời đó bị quá nhiều cái ba chìm bảy nổi tóm lên trên, thì sự cường điệu quá nỗi khổ niềm đau trong tình huống này đó có thể làm cho đương sự trở nên bất lực, và phần lớn họ đó chọn lấy cái chết để kết liễu cuộc sống của mình. Cho đây vài năm, nữ minh tinh màn bạc hàng đầu của Hàn Quốc là John Jin Seo, sau những cái đổ vỡ tình yêu với chồng, báo chí ở Hàn Quốc là soi mói nhiều quá đi, cô ấy cảm thấy là mình trở nên bất lực, và bằng cái cảm xúc nặng của một nghệ sĩ điện ảnh, tôi cái cường điệu quá nó khôi điện của mình nó lớn đến độ giống như là trời đang sụp đổ ở trên đôi vai của mình. Một cái sụp lở đó mà theo cô đó là không còn sức nào để chịu được nữa. Cô ấy cảm thấy là mình bị sỉ nhục quá, mình bị khổ đau nhiều quá, không ai hiểu được mình, không ai đứng về phía mình, không ai trợ giúp mình, mặc dù những người thân xung quanh rất là sẵn lòng như thế, nhưng cô ấy đã không trải lòng mình ra được để cho người khác đó hỗ trợ vượt qua được. Và cuối cùng cô ấy đã treo cổ tự tử chết ở trong nhà tắm. Cái chết của cô ấy đó đã tạo thêm cái cường điệu quá khổ đau của những người fan hâm mộ cuồng nhiệt vào cô ấy. Trong vòng 3 ngày sau đó thôi, có đến mười mấy người thần tượng cho anh Jin Seo cũng đã bắt chước tự tử mà chết. Và đây là một trong những cái tác hại của chủ nghĩa thần tượng. Người ta thường bắt chước và làm theo cái người mà mình tôn sùng, và điều đó là bất hạnh lớn.
Số sau đó ít lâu thì tổng thống của Hàn Quốc lại tự tử chết vì cái vụ tai tiếng lớn là vợ và con của ông á nhận quà tham nhũng, và người ta quy tội ông á là người bật đèn xanh, là đạo diễn bên trong, và ông chính là cái người gọi là nhận hối lộ tham nhũng thông qua vợ và con của mình. Ông ấy cảm thấy đó là một cái quy kết tạo ra sự nhục nhã cho bản thân mình, nó ấy quá khổ đau và chịu đựng cái khổ đau đó không được. Ông ấy cương điều quá khổ đau đến độ nó lớn lớn đến mức là ông ấy phải chọn lấy cái chết thôi. Trước khi chết thì ông ấy viết một cái lá thơ mô tả lại cái cảm xúc của mình và cái quyết định tự tử của mình ở trong cái máy laptop, rồi giả vờ rất điềm tĩnh cùng với cái người trợ lý của mình đi tập thể dục giống như là hàng ngày. Đến một cái triền núi đó thì ông ấy kêu cái người trợ lý cá nhân đứng chờ một lát ông ấy đi vệ sinh, nhưng mà ông ấy đã giả vờ thôi. Đến cái triền núi ông ấy nhảy xuống vực mà chết. Nói chung là tất cả các hình thức tự tử đều phản ánh một cái nỗi khổ niềm đau mà chính đương sự đã cường điệu quá nó lên, mà trên thực tế nó không có nhiều đến như vậy. Tất cả các nỗi hàm quan trong cuộc đời có thể giải tỏa được, có thể tháo mở được bằng những nỗ lực có phương pháp, bằng những chất xám tập thể. Và để làm việc đó thì đương sự nạn nhân đó phải có một cái sức chịu đựng lớn, có sự hỗ trợ tích cực và kịp thời của những người thân để có thể vững chãi trước phong ba bão tố của cuộc đời. Trong vòng năm 2014 và 2015 đó, tại Việt Nam chúng ta có hai cái vụ án hàm oan rất nổi tiếng. Thứ nhất là Quỷ Văn Chấn, thứ hai là Quỳnh Văn Nến bị kết tội tử tù vì bị ghép vào cái tội giết người, mà trên thực tế đó họ là bị hàm oan. Tức là những người lấy cung đó đã ép cung bằng sự đánh đập, rồi nạn nhân trong trường hợp này đau quá chịu đựng không nổi, đành phải ký vào cái bản ép cung rằng là mình là cái người có tội. Sau đó là họ là kêu oan suốt cả như ông Chấn là 10 năm trời, cuối cùng á là mới giải tỏa được ra hàm quan. Và cái may mắn của ông là gì? Thủ phạm chính yếu của cái vụ án này đó đầu thú sau 10 năm chạy trốn, nhờ đó mà cái oan của ông nó mới được kết thúc. Còn Quỳnh Văn Nén đó là 17 năm ở trong trại giam, người ta đặt ông là người tù thế kỷ. Và trong suốt 17 năm đó đó, ông này có bản lĩnh là dầu bị đánh đập, tra tấn, ông ấy không ký vào trong cái bản án. Và những người quản lý trại giam đó cho phép ông được ăn xá, ông cũng không chấp nhận bất cứ một sự ăn xá nào. Ông chỉ trông đợi đến cái ngày nỗi hàm oan của mình đó được phơi bày và kết thúc. Nếu chúng ta so sánh là hai tình huống hàm oan vừa nêu với tổng thống Nam Hàn, một bên đó là chịu nỗi hàm oan về cảm xúc đơn thuần thôi, nhưng vì ông ấy là nguyên thủ quốc gia có công phát triển Hàn Quốc trong mấy thập niên trở lại đây, ông ấy cảm thấy là cái sức chịu đựng của mình nó mòn mỏi và ông ấy chọn lấy cái chết. Còn hai nạn nhân hàm oan của Việt Nam đó đã quyết sống và tin tưởng rằng là đến một ngày nào đó đó toàn bộ các nỗi hàm oan này sẽ được phơi bày ra và họ sẽ được chứng minh là vô tội. Và rất may mắn việc đó đã trở thành một phép màu. Cho nên trong cuộc sống khi đối diện trước bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào, điều quan trọng là chúng ta không nên bơm phồng cảm xúc mình vào nó bằng thái độ quan trọng quá, cường điệu quá, nghiêm trọng quá đó. Mọi việc đâu nó còn đấy, chúng ta hãy điềm tĩnh để tìm giải pháp kết thúc nó. Mà nếu mình không đủ sức để mà kết thúc đó đó, chúng ta nhờ các nhà tư vấn chuyên môn
có đủ kinh nghiệm và kiến thức để giúp đỡ cho chúng ta thoát ra khỏi nó. Ở đây quý Phật, bà con nào đã từng yêu quý mến đạo Phật và mỗi khi có đau khổ niềm đau có thói quen là đến chùa, xin giơ tay lên. Chỉ có le que vài ba người thôi. Trong số đây đó, những vị nào không có tôn giáo nào hết xin giơ tay lên. Và ai là những người theo đạo thờ ông bà tổ tiên, giơ tay lên. Ông bà tổ tiên thì chiếm đại đa số. Giờ mỗi khi mà mới bị khổ đau, mới bị làm gì? Có người nói khóc. Khóc là phản ứng bình thường thôi. Khổ quá chịu không nổi khóc. Khóc xong ngày hôm sau hết. Nhưng mà thực ra khi khóc ngày hôm sau không hết đâu. Đó là chúng ta mới phóng thích được nỗi khổ niềm đau tạm thời thôi. Đó là một hình thức xoa dịu nỗi đau. Thực tế đó, xoa dịu nỗi đau chỉ là giải quyết tạm thời. Ít nhất là chúng ta phải tự nỗ lực để làm công việc đó. Bởi vì nếu mình không xoa dịu nó đi thì cái nỗi đau nó sẽ hành hạ mình nhiều hơn. Trong cái phương Tây đó thì có cái khuynh hướng khích lệ là chúng ta phóng thích nỗi khổ niềm đau vào một cái vật thể hình. Ví dụ như ông quỷ nhân A căm phẫn ông quỷ nhân B vì ông quỷ nhân B đó tạo ra nỗi khổ niềm đau cho gia đình của ông A. Thì tâm lý học phương Tây ta chấp nhận như thế này, là đương sự khổ đau đó, tức là ông A được quyền tạo ra hình nộm của ông B và dùng dao mát đâm vào cái hình nộm của ông B đó, rồi sau đó dùng lửa đốt cháy cái hình nộm này để gọi là trút đổ cái cơn giận tức và hận thù vào trong cái hình nộm chứ không phải vào con người thật. Vì giết người thật là có tội, ở tù thậm chí bị tử hình. Đó là cách xoa dịu nỗi khổ niềm đau rất tiêu cực. Đạo Phật không khích lệ phương pháp này. Vì khi đó chúng ta có thể đâm vào hình nộm, giết hình nộm, đốt cháy hình nộm để thể hiện cái sự hận thù đối với cái hình nộm, thì chỉ trong một cái phút chốc mất sự kiểm soát của cảm xúc và tâm thôi, chúng ta sẽ có thể giết người thật được. Hai động tác là giống nhau, chỉ có khác nhau là đối tượng thôi. Một bên đó là người nợ, một bên là người thật thôi. Ai dám đảm bảo rằng là khi mình uống rượu vào, mình có thể làm chủ được thân và tâm của mình và hành vi? Phần lớn là mất tự chủ. Và khi chúng ta bị nó khích, sống trong một cái hoàn cảnh nó bị ức chế tâm lý quá nhiều, thì từ những cái hành động mà đâm mình nợm, giết mình nợm đó, chúng ta có thể đâm người thật và giết người thật. Như vậy xoa dịu nỗi đau này đó không phải là giải pháp khôn ngoan, nó là một cái mặt trái của phản hồi tâm lý tiêu cực thôi. Tâm lý học phương Tây cũng dạy chúng ta cái phương pháp khác, đó là ôm ấp nỗi đau, tức là ôm nỗi đau vào trong lòng để xoa dịu nó. Giống như một đứa con nó bị đau gì đó trong cơ thể, nó òa lên mà khóc vì nó chưa có đủ cái ngôn ngữ và kiến thức cũng như là kinh nghiệm mô tả cái nỗi khổ niềm đau để cho cha mẹ nó biết, cho nên nó phải khóc thôi. Các bé tuổi thơ đó, từ mấy tháng tuổi cho đến khoảng 10 tuổi đó, những cháu nào có thói quen dạ đề, tức là khóc vào ban đêm, thì chúng ta nên biết rằng đó, xương của các cháu bị loãng, các cháu đang thiếu một cái lượng calcium rất là lớn. Và điều đó tức là cho các cháu đó về đêm đó, là bị mất ngủ và la khóc thất thanh. Các bà mẹ đó, nếu thiếu kiến thức đó, thì lại ngộ nhận rằng là có ma ám quỷ phá, hay là các hương linh ở trong họ tộc chết vào ngày trùng tang tam tang tế gây ảnh hưởng cho đứa cháu này.
rồi dẫn đến những là thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy bói toán, thầy nhân điện, thầy địa lý, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng. Thì lúc đó đó chúng ta đó tình nguyện rước họa về nhà, vì những chỗ này người ta nói giống nhau, đó là cho rằng đó là ma ám quỷ phá thôi. Thì trong trường hợp đó đó, vì các cháu không thể mô tả được nỗi khổ của các cháu, chúng ta phải dẫn các cháu đến các bệnh viện nhi đồng. Nơi nào không có bệnh viện nhi đồng thì dẫn đến các bác sĩ chuyên khoa về ngành y, ngành nhi để điều trị kịp thời. Chủ uống bổ sung calcium vào, uống sữa nguyên chất vào, ăn một số loại thịt cá có đủ các dưỡng chất này thì các cháu sẽ không còn khóc về đêm nữa. Thì dựa vào cái động tác người mẹ ôm đứa con vào lòng, đang lúc đứa con khổ quá mà khóc, các đứa con đó sẽ là cảm nhận được cái tình thương yêu của người mẹ thông qua cái động tác ôm đó, mà bắt đầu bớt khóc đi, giảm đi cái khóc và từ từ là nín khóc. Thì dựa vào cái động tác đó mà tâm lực phương Tây ta mới khích lệ xoa dịu nỗi đau bằng cách là ôm ấp nỗi nổ niềm đau vào trong tâm của mình. Cái này cũng là giải pháp tạm thời thôi, cho nên chứ không phải là cái cách để mà kết thúc nỗi khổ niềm đau. Mình so xích nó đó thì nỗi khổ niềm đau nó được bưng bít mà, thì nó sẽ làm cho chúng ta có khuynh hướng cường điệu hóa cảm xúc khổ đau hơn. Việc này nó cũng giống như tình trạng quý vị thử hình dung những bé trẻ thơ thuộc gia đình giàu có đó, khi bất cẩn bị vấp ngã ở trên đường đi, chúng sẽ òa lên mà khóc. Nếu lúc đó đó có các vú nuôi, chị nuôi, mẹ nuôi, bà ngoại, bà nội, người thân trong gia đình xúm xích lại, xích xo, dỗ về nó: trời ơi cháu có sao không, con có sao không, để bà đánh cái khúc gỗ mà con bị gấp vấp té đó, để nó không dám bắt nạt con nữa. Lúc đó các cháu sẽ khóc lớn hơn, vì lúc đó cái tôi khổ đau của nó đang được bưng bít, đang được xích xoa, đang được tạo liên minh và đồng minh, thì tự động đó nó có cái khuynh hướng là khóc đã đời hơn, khóc sướng miệng hơn. Đang khi đó những cháu trẻ thơ thuộc gia đình nhà nghèo té lăn cù quèo nặng nề hơn nữa, nó cũng đau quá, nó khóc, nhìn xung quanh không thấy ai hết, nó mở miệng nó cười, nó đi tiếp rồi. Tại vì cái khổ đau nó không được xích xoa, cho nên nó ôm cái nỗi khổ niềm đau đó vào trong tâm không phải là một giải pháp. Cái phương pháp soi dịu này đó là một yếu kém về tâm lý học, mà hiện nay đó cái ngành tâm lý học phương Tây đã đang khích lệ người ta làm theo. Ôm ấp nỗi đau là một sai lầm về phương pháp. Như vậy tránh ba thái độ tiêu cực, đó là không cường điệu quá khổ đau, không phớt lờ khổ đau, không đào tạo khổ đau, chúng ta sẽ có trách nhiệm đạo đức đối với các nỗi khổ niềm đau mà mình đang vướng kẹt. Chúng ta cũng không xoa dịu nó bằng những phương pháp dẫn đến những tác dụng phụ, mà chúng ta phải có bản lĩnh đối diện trước nỗi khổ niềm đau một cách có trách nhiệm và phương pháp, để chúng ta từng bước vạch mặt chỉ tên đâu là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau để chúng ta kết thúc nó. Đối với các nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam trong cuộc chiến giành độc lập miền Nam và miền Bắc Việt Nam đó, thì chúng ta biết đó, chúng ta đó mặc nhiên trở thành nạn nhân của chiến tranh thôi. Bất cứ nước nào, ở trong thời đại nào, dưới cái sự cai trị của chính thể nào, hễ có chiến tranh đó, thì người dân đó trở thành nạn nhân. Vì lúc đó toàn bộ đó, giáo dục phải bị đình chỉ, nền kinh tế bị đình chỉ, và mọi thứ hoạt động trong xã hội đó là bị ngưng lại hết, tất cả chỉ tập trung và đổ dồn cho chiến tranh thôi. Con người khi sản xuất nhiều vũ khí đó, biện hộ rằng đó đó là phương tiện để bảo vệ hòa bình, nhưng hòa bình đạt được thì chưa thấy. Chiến tranh bằng vũ khí đó, dẫn đến cái sự chết chóc, tàn phá, hủy diệt, tổn thất. Mà đôi lúc đó, sau chiến tranh vài chục năm, thậm chí là một hai thế kỷ, nhiều nước trong đó có Việt Nam vẫn chưa đủ sức để tái thiết lại cuộc sống như trước đây trong thời hòa bình. Thì hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Cho nên là thấy
cái động cơ để tham chiến cái cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam đó, ở hai phía chính nghĩa và phi nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Về phía chính nghĩa, cái cuộc 5 tiếng của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam là muốn cho phần còn lại của đất nước được độc lập chủ quyền. Chứ tôi đang nói đến cái động cơ nha. Động cơ là muốn độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Và quốc gia nào, người dân nào và nhà lãnh đạo nào cũng muốn như thế. Nhưng mà tới lúc đạt được cái độc lập tự do đó, chúng ta trả cái giá quá đắt. Hàng trăm triệu, hàng trăm ngàn người đã phải nằm suốt vĩnh viễn. Cái giá của độc lập là quá lớn. Còn đang khi về phía Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam và phía Đế quốc Mỹ tham chiến ủng hộ cho miền Nam Việt Nam, nghĩ rằng đó họ đang làm một cái nghĩa vụ thiêng liêng của lịch sử, đó là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản, mang lại cái tự do, công bằng, dân chủ cho đất nước Việt Nam thôi. Bên nào cũng đưa ra những cái lý do mà theo họ là chính đáng để kêu gọi đó là người bên phía của họ tham gia vào cuộc chiến, và kết quả là đất nước Việt Nam bị tàn phá và người dân Việt Nam bị chết chóc. Cái chất độc da cam đó đã tàn phá ít nhất là 1 triệu người Việt Nam, trong số đó ít nhất là 500.000 người Việt Nam hiện nay đang tiếp tục bị sự phơi nhiễm chất độc da cam này. Đó là những nguyên nhân. Đang khi để giải quyết những cái bất đồng về chính trị đó, người ta có rất nhiều các giải pháp khác nhau. Nhưng mà trong tình huống Việt Nam đó, giải pháp để đạt được độc lập đó là chiến tranh thôi. Có lẽ cũng khó mà tìm một giải pháp tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Còn Đông Đức và Tây Đức á, hợp nhất lại không tốn một giọt máu. Đó là những cái điều kiện của lịch sử để dẫn đến những cái phản ứng khác nhau. Chúng ta cũng khó mà so sánh tình trạng của Nam Bắc Việt Nam với Đông Đức và Tây Đức. Thì bối cảnh văn hóa, bối cảnh chính trị, bối cảnh địa chính trị của hai quốc gia này là hoàn toàn khác nhau. Và dù sao đi nữa thì có muốn hay không muốn cuộc chiến đã diễn ra, thì cuộc chiến đã diễn ra và độc lập toàn vẹn lãnh thổ đã có mặt vào năm 75 ngày 30 tháng 4 rồi. Còn người bị phơi nhiễm chất độc da cam, rồi nạn nhân của gia đình họ, rồi nạn nhân tử trận ở trong cuộc chiến đó đã trở thành hiện thực rồi. Cho nên chúng ta phải nỗ lực so dịu nỗi đau, tức là nỗ lực làm sao đừng để cho nỗi đau đó tồn tại tiếp tục trong ký của mình, tồn tại nữa ở trong cái cuộc sống của mình. Đó là chúng ta làm cho nó giảm thiểu đi đến một mức tối đa mà mình có thể chịu đựng được. Người có thói quen tích cực này đó, thì khi mà đối diện trước một nỗi khổ niềm đau dài như một dải Trường Sơn thì xem nó như chỉ là một quả núi thôi. Còn có những nỗi khổ niềm đau nào nó bằng những xem nó bằng một tảng đá. Có những nỗi khổ niềm đau bằng tảng đá thì chúng ta xem nó chỉ bằng một viên đá. Những nỗi khổ niềm đau là một viên đá, xem nó bằng như một viên sỏi. Nỗi khổ niềm đau bằng một viên sỏi thì xem nó bằng một hạt cát. Nỗi khổ niềm đau bằng một hạt cát là xem nó giống như không có cái gì. Thì bằng cái cách thức này đó, chúng ta giảm thiểu được cái nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc. Từ đó đó, nó tăng cường được cái thái độ chịu đựng lên, chịu đựng một cách tích cực, có bản lĩnh, để trong mọi tình huống khổ đau nhiều nhất chúng ta vẫn còn sống nhăn răng, chứ không chọn giải pháp tự tử mà chết. Vì tự tử làm cho chúng ta trở nên bạc nhược, yếu đuối, thất bại hoàn toàn. Và chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Theo Đạo Phật đó, sau khi chết trung bình 10 tháng sau, chúng ta trở thành một cô cậu bé mới. Cái chết không phải là dấu chấm của cuộc đời. Cái chết đó là tiếp tục cho sự tái sanh trong vòng dài tới tích tắc sau đó thôi. Cũng giống như hết 12 giờ khuya, chúng ta có một ngày mới. Hết ngày 31 của một tháng, chúng ta có ngày đầu của một tháng mới. Hết ngày 365 của một năm cũ, chúng ta có cái bắt đầu của một năm mới. Cái chu kỳ như thế nó cứ tái lập lại. Và cái cuộc sống của con người Đạo Phật xem đó là giống như một cái đường dài vô tận, không có điểm bắt đầu
và do vậy sẽ không bao giờ có điểm kết thúc. Chúng ta chỉ tạm thời vĩnh biệt nhau, vẫy tay chào với nhau sau khi chết thôi, rồi chúng ta lại gặp nhau dưới hình thức khác. Thì ở kiếp này đó, mình là con cái của họ Trần chẳng hạn, thì tái sanh ra kiếp sau có thể tiếp tục làm con cái của họ Trần, nhưng cũng có thể sanh ra trong gia đình họ Phạm, gia đình họ Nguyễn. Kiếp này đó chúng ta sống ở miền Trung, nhưng mà kiếp sau sanh ra có thể chúng ta có mặt ở tại Sài Gòn, Hà Nội, Huế hay Cần Thơ. Nó tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người mà cái cảnh giới tái sanh đó là nó tương thích với, không có thượng đế thần linh nào sắp xếp hết, nhưng mà nó diễn ra một cách rất là chuẩn xác. Do vì đó cái quy luật nhân quả đó là thế, cho nên không ai có thể lũng đoạn nó được. Và nhờ nhận thức này đó, khi chúng ta đối diện trước cái cảnh tượng người thân chúng ta qua đời, chúng ta không có bị khổ đau đến độ điên loạn, và chúng ta không có khổ đau đến độ là phải trả thù. Cái công việc đó để cho luật pháp giải quyết, và bản thân mình phải tuân thủ luật pháp, không giết lại những kẻ xấu đã giết người thân của chúng ta, ngoại trừ trong những cái cuộc chiến tranh vệ quốc. Còn kẻ ác là để luật pháp đền tội, trừng tội. Còn nếu như luật pháp làm không được cái chức năng đó do bị lũng đoạn, thì luật nhân quả sẽ thay thế luật pháp làm. Chúng ta phải nhớ điều này để chúng ta xoa dịu được nỗi đau trong lòng mình, để chúng ta không có những ứng xử sai lầm. Điều hai, kết thúc mà nỗi khổ niềm đau, kết thúc là chấm dứt, đặt dấu chấm hết đối với các nỗi khổ niềm đau mà mình đang vướng kẹt cải. Theo Đức Phật đó thì nỗi khổ niềm đau chia làm hai nhóm. Mỗi nhóm thì nó có bốn loại. Những nỗi đau trên thân thì gồm có sanh, già, bệnh và chết. Già, bệnh, chết là nỗi đau thì ai cũng phải chấp nhận rồi, không cần phải giải thích. Nhưng mà sanh ra là một nỗi đau đó thì nhiều người không chấp nhận, là bởi vì đó cái khuynh hướng của chúng ta đó là khi lập gia đình, người chồng nào, người vợ nào cũng muốn mình có một đứa con chung, và đứa con đó trở thành như là hoa trái của tình yêu, cái nguồn an ủi của cuộc sống để gắn kết cái tình thương giữa vợ và chồng đối với trong một cái tổ ấm gia đình. Cho nên gia đình nào hoặc người vợ hoặc người chồng hoặc cả hai bị dướng vào chứng bệnh vô sinh á, thì cái nỗi khổ niềm đau nó lớn lắm. Nếu cái vô sinh đó nằm ở chị em phụ nữ, chị em phụ nữ đó bị áp lực tâm lý của toàn thể ở gia đình nhà chồng. Và những người theo Nho giáo, dù là ở Trung Quốc, Việt Nam hay là bất cứ nơi nào, thì người ta thường biện hộ lý do đó để tìm cách đó là cho người chồng nó có cơ hội để có phòng nhì, phòng ba, để có được một đứa con nói giỏi tông đường. Vì theo Nho giáo, trong các loại bất hiếu đó, thì việc không có con trai nói giỏi tông đường được xem là bất hiếu lớn nhất. Đây là quan niệm trọng nam khinh nữ, không phù hợp với đạo đức Phật giáo và không phù hợp với cái sự tiến bộ của đời sống xã hội ngày nay trên toàn cầu. Nói chung là giàu là vô tự ở phía người vợ hay người chồng, thì áp lực tâm lý nó xảy ra trong gia đình, nó làm ra rất nhiều căng thẳng. Cho nên nó sanh ra là một cái niềm vui đối với rất nhiều gia đình. Nhưng về bản chất đó, thì khi sinh ra chúng ta thấy không có một cái cô cậu bé nào vừa lọt lòng mẹ mà cười á, tất cả đều khóc, nó đau quá phải khóc chứ. Và sự sinh đó nó còn có ý nghĩa thứ hai, đó là sự sống. Sinh là sống mà, và khi sống á, chúng ta gặp rất là nhiều cái khó khăn, cho nên bản chất cuộc sống là nó có những nỗi khổ niềm đau nhất định, chúng ta không thể phủ định đó. Rồi có người là muốn con á là nam nhưng mà sinh ra nữ, có người muốn con nữ thì sinh ra nam, có người nói là nam nữ gì cũng được nhưng mà sinh ra giới tính thứ ba, hoặc ô môi hoặc bê đê. Có người muốn đứa con mình lành lẹn thì sinh ra đứa con dị tật bẩm sinh, nhất là các gia đình là phơi nhiễm chất độc da cam. Hầu như là chúng ta sẽ không đạt được sự kỳ nguyện, gọi là thỏa mãn trọn vẹn về đứa con sinh ra của chúng ta. Cho nên bản chất của sự sinh đó theo Phật giáo là khổ. Còn về nỗi khổ tâm á, thì đạo Phật đưa ra có bốn tình huống.
ái biệt ly, tức là nỗi khổ niềm đau do thương nhau mà phải chia cắt. Cái này chúng ta thấy rõ trong chiến tranh nè, hoặc là trong giai đoạn kinh tế khó khăn đó, thì các ông chồng phải rời gia đình của mình đi vào Sài Gòn, Hà Nội và những thành phố lớn để lập nghiệp. Một năm á, về thăm lại gia đình của mình chỉ được có một hai lần thôi, một lần cũng được một vài tuần lễ thôi. Vì cái mưu sinh mà người ta phải rời bỏ người thương yêu của mình, rời bỏ tổ ấm của mình mà đi kiếm sống, lập nghiệp, cái đó khổ dữ lắm. Hoặc là ly thân, ly dị vì không hiểu nhau, vì ngoại tình, vì đua đòi, vì nhiều lý do khác, nó khổ dàn trời. Có người người bị điên loạn trong ly dị, có những người tự tử mà chết sau khi ly dị, ly thân. Oán tán hội là nỗi khổ niềm đau do chúng ta ghét bỏ nhau, thù hằn nhau, tức tối nhau mà phải sống chung với nhau, gặp gỡ nhau, chứ là cảm thấy nó ức gan, tức khí, khó chịu. Và do vậy đó, không giải tỏa được, không giải quyết được nỗi khổ niềm đau này đó, thì chúng ta tiếp tục trở thành nạn nhân bất hạnh thôi. Cầu bất đắc là một nỗi khổ niềm đau do chúng ta mong muốn mà không được tội nguyện. Ai cũng mong muốn mình có nhà cao, cửa rộng, lương đầy đủ, con thảo cháu hiền, sự nghiệp hiển hách, tương lai tươi sáng và cái sự giàu sang đó trở nên bền vững. Nhưng có rất nhiều triệu phú á, khi mà sụp cái thị trường chứng khoán, chỉ một vài giờ sau đó trở thành kẻ ăn mày rồi. Tiếc nuối những cái tài sản mà mình đã lập nghiệp, rất nhiều người đã không chịu đựng nổi và khổ một cách cùng tận. Các cái vụ lừa đảo thị trường chứng khoán ở tại Mỹ vào 2-3 thập niên trước và hậu quả nghiêm trọng đó diễn ra vào năm 2007 đó, đã làm cho vài chục triệu phú trên địa cầu này tự tử mà chết. Bởi vì người ta không chấp nhận được các cái nỗ lực xương máu chất xám của mình mấy chục năm, bây giờ đó trở thành là tan tành mây khói, không còn gì hết, gọi là trắng tay luôn. Đó là mong muốn nó còn hoài với mình mà không còn được, cho nên mình dẫn đến cái khổ. Ở đây là ba nỗi khổ niềm đau về tâm lý, không ai có thể phủ định được, nó trở thành như quy luật rồi. Người biết thực tập Phật pháp đó, có thể giải tỏa được nó nhanh chóng, còn người không biết thì bị vướng kẹt về đâu thôi. Thứ tư á, là nỗi khổ niềm đau do chúng ta chấp vào thân thể này, muốn nó là một tổ hợp tâm vật lý thôi, nó được điều kiện hóa từ tinh cha trứng mẹ và nuôi lớn bằng vật thực, chứ đâu phải của mình một cách vĩnh hằng đâu. Nhưng mà rất nhiều người chấp đó là của mình vĩnh hằng, cho nên nó ở phương Tây ta xem thân thể này như thượng đế, ta cưng chiều nó, chứ trở thành nó là chấp và dễ khổ. Còn có nhiều nơi nó cực đoan, cho rằng thân thể này là nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau, cho nên người ta tuôn dập nó để cho nó không còn điều kiện để hưởng thụ. Đó là hai cái khuynh hướng đó. Là còn đạo Phật dạy chúng ta phải quan niệm rằng đó, thân này đó là sở hữu của tôi tạm thời, trong mấy chục năm mà tôi đang sống, để tôi có trách nhiệm đối với nó về phương diện luật pháp và đạo đức. Nhưng mà tôi không được quyền chấp vào nó khi mà nó bị đối diện trước nỗi khổ niềm đau, mà nặng nhất là cái chết, là tai nạn, bất hạnh, bệnh tật, mất mát. Tại vì chấp vào cái tôi như là một cái ngã sở hữu, chúng ta sẽ bị vướng kẹt tâm lý khổ đau vào trong đó và không tách ra khỏi được. Thì đó là bốn phương diện nỗi khổ niềm đau được Đức Phật nói trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên. Và như vậy đó, để kết thúc được nỗi khổ niềm đau thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải làm những điều sau đây. A. Truy tìm được nguyên nhân của khổ đau. Phần lớn đó, chúng ta bị thất bại trong nỗ lực này. Y khoa ngày nay đó, trị liệu bệnh nhân đó, nó giống như Phật pháp của 26 thế kỷ trước. Đầu tiên là các bác sĩ yêu cầu chúng ta khai bệnh để ghi nhận cái bệnh lý mà mình đang chứng phải. Sau đó đó,
là dùng các loại máy móc hiện đại và cái kinh nghiệm để khám và chẩn đoán bệnh. Những bác sĩ giỏi ở các bệnh viện giỏi có các phương tiện y khoa hiện đại sẽ sớm phát hiện ra bản chất của bệnh và nguyên nhân dẫn đến các loại bệnh đó. Thì bệnh nhân nào mà may mắn gặp được như thế đó, thì sau một thời gian điều trị ngắn là có thể dứt được bệnh, phục hồi sức khỏe và sống thọ. Có rất nhiều triệu phú, tỷ phú chết trẻ, chết yểu là do vì bác sĩ mà họ tin tưởng bị thất bại trong việc truy tìm được đâu là nguyên nhân của khổ đau thôi. Và tương tự theo Đức Phật đó, tất cả các nỗi khổ niềm đau của chúng ta không phải là do Thượng Đế giáng họa như trong Kinh Thánh thuộc các tôn giáo khác nói, cũng không phải do các thần linh chủ và trưởng quản là giáng họa do chúng ta không là kiêng nể các ngài. Còn theo Phật giáo, Thượng Đế chưa được có thật, thần linh chưa được có thật, con người là có thật, con người là chủ nhân của cuộc sống, con người đạo diễn cuộc sống này, con người chịu trách nhiệm trực tiếp về những gì mà con người đã làm ra, hoặc tốt hoặc xấu. Cho nên chúng ta không nên đổ lỗi cho trời đất gì hết. Chúng ta cũng không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và Đức Phật dạy chúng ta là hãy ứng xử một cách có chiều sâu, xây lại bên trong mình để đánh giá tại sao tôi khổ, tại sao người thân tôi đau. Chúng ta đặt cái câu hỏi tại sao thôi, chúng ta mới đi tìm giải, tìm nguyên nhân. Sau khi tìm, chúng ta sẽ khoanh vùng được đâu là nguyên nhân trực tiếp, đâu là nguyên nhân gián tiếp, đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là nguyên nhân tự bản thân mình, đâu là nguyên nhân ở người khác, đâu là nguyên nhân hiểu lầm, đâu là nguyên nhân hoàn cảnh, đâu là nguyên nhân hỗ trợ. Chúng ta phanh phui được hết chút. Và người nào đó phanh phui được tất cả các nguyên nhân nó khổ niềm đau, người đó mới thành công trong việc kết thúc khổ đau. Về Đức Phật, các nguyên nhân của khổ đau đó thì gồm có 4 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là do vì chúng ta quá tham lam, vi phạm luật pháp, trái ngược đạo đức, chống lại với lương tâm. Chúng ta không biết kiểm soát bản thân mình, từ đó có các hành động lừa đảo, giết người, trộm cướp, rồi nhiều cái hành động mà luật pháp không cho phép khác. Cũng có những nguyên nhân nợ của niềm đau do chúng ta giận dữ quá mà giết người, giận dữ quá mà trả thù, giận dữ quá mà đánh đập, giận dữ quá mà hành hạ người khác. Chúng ta mang lại cái bất hạnh cho mình và cho người. Cũng có những nguyên nhân nợ của niềm đau do chúng ta si mê, thiếu kiến thức về khoa học, thiếu kiến thức về bản chất cuộc sống, thiếu kiến thức đạo đức, thiếu kiến thức tâm linh. Chúng ta rơi vào trạng thái mê tín dị đoan, chúng ta sợ đủ thứ. Và cũng có những nỗi khổ niềm đau do vì chúng ta cố chấp quá, cái cho mình là đúng, mình là số một, không lắng nghe, không sửa đổi, cho rằng là bản tính mình là như vậy, từ đây đến chết là không thể nào thay đổi được. Từ đó chúng ta chấp nhận cái số phận an bài. Mà theo Đức Phật là mọi thứ có thể thay đổi được nếu chúng ta nỗ lực có phương pháp. Thì đó là 4 nguyên nhân chính về phương diện tâm lý dẫn đến các hành động trái với luật pháp, ngược với đạo đức và chống lại với lương tri. Từ đó đó, chúng ta đang nhấn chìm mình vào trong nỗi khổ niềm đau, và chúng ta làm cho người khác bị chìm trong nỗi khổ niềm đau. Do đó, trong bất cứ một tình huống nào, thay vì chấp nhận số phận an bài hay là thả vận mệnh mình như là chiếc lục bình trôi trên biển nước, thì mỗi người chúng ta hãy chịu khó phân tích tại sao tôi khổ, tại sao người thân tôi bất hạnh, tại sao là cuộc đời nó oái oăm như thế. Phải đặt ra câu hỏi tại sao để chúng ta sẽ tìm ra được những nguyên nhân. B, phát triển đời sống tinh thần. Có những nỗi đau đó được trị liệu bằng y khoa hiện đại. Sau khi chúng ta lành bệnh, chúng ta hết đau, nhưng nếu chúng ta vướng kẹt vào tham ái, sân hận, si mê chấp thủ đó, thì chúng ta bị những nỗi khổ tâm lý chi phối. Người giàu đó thì không còn khó khăn về tài chính, nhưng họ vẫn khổ đau về cảm xúc, về thái độ, về lối sống. Có rất nhiều triệu phú, tỷ phú tự tử chết. Có rất nhiều giới trẻ ở Hàn Quốc
tự tử chết. Và họ phá cái luật về phương diện này trên toàn cầu. Có những người già ở Nhật Bản tự tử chết, và về phương diện này là họ phá cái luật toàn cầu. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước châu Á đang mạnh về kinh tế và khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng mà điều đó cũng đẩy cái đời sống xã hội của hai nước này nó trở nên căng thẳng như là một cái máy móc vậy. Nếu không giải tỏa được tâm lý, không có một đời sống tinh thần phong phú đó, thì khi mà đối diện trước những cái áp lực của cuộc sống, nhiều người đã chọn con đường tự vẫn mà chết, hoặc là bị điên loạn dài dài. Ai đi du lịch Hàn Quốc á, thì sẽ nghe các hướng dẫn viên du lịch á, giải thích rằng những cái cầu ở Hàn Quốc tại sao ta bật đèn ngay cả ban ngày, chứ không phải riêng gì ban đêm. Là bởi vì ánh sáng nó làm cho thần kinh nó được tỉnh. Giống như ban đêm mà mình ngủ, mình tắt đèn á, thì dễ an thần mà ngủ, còn mở đèn lên nó khó ngủ. Thì khi mà những người tự tử ta đến cái cầu, ta chuẩn bị nhảy xuống á, thì có những cái đèn pha nó dội lên như nè. Nó dội lên, ánh sáng nó tác động vào trong bộ não, não nó làm cho mình tỉnh thức lại. Lúc đó cái cảm giác là muốn chết, nhảy xuống sông tự tử mà chết nó sẽ được ngưng lại. Đó là những hỗ trợ để mà giúp cho người ta không chọn con đường giải quyết khổ đau một cách tiêu cực. Theo Phật giáo, không gì tốt hơn là phát triển đời sống tinh thần và tâm linh một cách phong phú. Phần lớn chúng ta chỉ chú trọng đến cái việc nuôi thân thể này thôi. Đối với những người nghèo khó, một ngày được 3 bữa cơm đó là cảm thấy hạnh phúc rồi. Người nghèo ở Việt Nam chiếm khoảng 9,5% các hộ. Trên tổng số 22.300.000 hộ trên toàn quốc, người cận nghèo đó thì 6,5% số lượng hộ. Hộ nghèo được định nghĩa đó là một tháng đó thu nhập dưới 400.000 đồng trên một đầu người. Còn cận nghèo đó là 401 đồng trở lên chút xíu. Còn 10 năm trước ở Việt Nam đó, hộ nghèo được định nghĩa là một tháng đó, tìm chưa được 200.000 đồng cho một đầu người. Nghĩa là sau 10 năm số đó giảm nghèo đó, cái mức độ thành công của nước Việt Nam chúng ta là đạt được khá cao so với những nước khác còn lại ở châu Á và ở châu Phi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn ít nhất là 16-17% trên tổng số 22.300.000 hộ đang sống trong cái hoàn cảnh khó khăn. Như cái khó khăn đó chúng ta chỉ hướng đến việc là làm thế nào để có cơm ăn áo mặc là đủ rồi. Chúng ta ít nghĩ đến giải trí văn hóa, giải trí trí thức. Còn Trung Quốc thì có cái câu đó là bằng cùng sinh đậu tặc, phú quý sinh lễ nghĩa. Khi nghèo khó quá thì dễ phạm pháp, giàu sang quá bắt đầu mới sinh ra lễ nghĩa, văn hóa, những giá trị thưởng thức vân vân, đời sống tinh thần cao cấp. Còn theo Phật giáo đó, dầu giàu hay nghèo, tất cả con người đều phải có nhu cầu cung ứng các loại thực phẩm tinh thần cho chúng ta được hạnh phúc hơn. Vì con người đó là một loại động vật xã hội, động vật văn hóa, động vật tinh thần. Các loài động vật còn lại đó không thể bì kịp được con người một phần nhỏ. Ngay cả loài cá heo có chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh đó, và chất xám cao hơn con người chúng ta, nhưng vì chúng nó không có hai tay hai chân để làm được những điều chúng suy nghĩ. Do vì chúng giới hạn ở dưới biển nước, cho nên chúng không thể sống ở một môi trường như là con người. Chính vì thế chúng vẫn bị thất bại trước các thiên tai, còn con người thì khắc phục được một phần nào đó nhất định. Và con người trở thành là loài động vật cao cấp nhất là vì con người có đời sống tinh thần phong phú. Do đó, dầu trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta phải bồi dưỡng đời sống tinh thần của mình. Quý bà con cứ suy nghĩ đi, một ngày chúng ta cần 3 cử ăn để no bụng, một lần tắm để sạch sẽ, một lần thay quần áo để làm cho mình tự tin và làm đẹp, rồi những cái trang sức phẩm trên cơ thể để làm cho chúng ta trở nên có giá trị về phương diện thẩm mỹ hơn, nước thơm các loại làm cho chúng ta tự tin hơn, quyến rũ hơn.
đó là những nhu cầu của đời sống vật chất. Còn về đời sống tinh thần đó, theo Phật giáo đó, chúng ta cũng cần đến nó một cách tương tự, không kém phần. Những người theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo thì mỗi ngày người ta cũng đều dành ra một cái thời gian nhất định để cầu nguyện và đọc kinh thánh. Còn ai là Phật tử thuần thành đó thì mỗi đêm tối thiểu là dành ra khoảng 40 phút đến chùa để tụng kinh. Nó làm cho mình có đời sống tinh thần trở nên phong phú hơn, nhẹ nhàng hơn, chúng ta dễ dàng vượt qua được nỗi khổ niềm đau hơn. Nếu mình không có những cái phương tiện tinh thần đó để làm giàu cuộc sống này đó, thì chúng ta sẽ trở thành là con người hưởng thụ thôi, ăn mặc ở ngủ nghỉ tiêu thụ chấm hết thôi. Chúng ta sẽ mất đi giá trị nhân văn, giá trị nhân đạo, giá trị tình người, giá trị cao quý như là từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, vân vân. Cho nên đó là ai chưa có đời sống tinh thần mà nãy các quý bà con giơ tay là chỉ thờ ông bà, đó là một cái đạo tinh thần rất là nhỏ thôi. Nhớ ơn sanh thành dưỡng dục của ông bà tổ tiên, cái đó chưa đủ. Ở trong đạo Phật đó có học thuyết bốn trọng ân. Ơn thứ nhất là cha mẹ đã khai sinh ra sự sống của chúng ta, là con người chúng ta phải uống nước nhớ nguồn. Và điều này nó là bằng với toàn thể cái đạo thờ ông bà của người Việt Nam. Thứ hai là ơn thầy cô giáo, vì họ đã truyền trao các tri thức lập nghiệp để nhờ đó mà con người đã có thể tự lập và sống hạnh phúc về phương diện vật chất ở trong đời. Nhờ học chúng ta có sự nghiệp, có nhân cách, có kiến thức để sống tốt. Cho nên là phải nhớ ơn những người đã truyền dạy kiến thức cho mình. Thứ ba là ơn tổ quốc, bao gồm những nhà quản trị đất nước và các nghĩa sĩ bảo vệ quê hương bờ cõi. Nhờ có họ mà chúng ta được độc lập chủ quyền và sống bình an để phát triển kinh tế bền vững. Thứ tư là ơn đồng loại, tức là mọi người trong xã hội, có người là chọn lao động trí óc, có người chọn lao động tay chân, có người chọn ngành này nghề nọ. Nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ, vẫn có đủ được các giá trị giao hoán ở trong đời để tiếp tục sống và sống hạnh phúc. Đó là bốn trọng ơn mà Đức Phật dạy chúng ta phải nhớ ơn. Như vậy, ai chỉ đơn thuần sống theo đạo thờ ông bà thì nên học theo Phật giáo ba cái ơn còn lại, để cuộc đời chúng ta nó trở nên nó là nhân văn hơn, có giá trị văn hóa nhiều hơn. Mỗi khi quý vị bị nỗi khổ niềm đau đó, thì đàn ông nó có khuynh hướng là gì? Mượn rượu giải sầu. Cho nên nhớ theo Phật giáo đó, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, nó không hết được đâu. Vì uống rượu vào nó đốt gan nè, đốt thận nè, đốt bao tử nè, nó dẫn đến hàng trăm loại các bệnh, tốn nhiều tiền, chúng ta tạm quên bởi sự sai rượu không còn nhớ gì nữa, nỗi khổ niềm đau đang diễn ra thôi. Chứ còn nỗi khổ niềm đau nó không hết được, thậm chí nó còn nặng nề hơn. Cho nên anh đàn ông đó, giàu có về đời sống tinh thần, nhớ là khi khổ đau đừng mượn rượu giải sầu. Còn quý bà đó, khi bị nỗi khổ niềm đau nhớ là đừng có đi tám với làng xóm. Vì tám với làng xóm người ta đâu có đủ năng lực để giải quyết cái khổ đau cho mình, mà chúng ta truyền nỗi khổ niềm đau cho bà con mình nghe nữa, họ còn bị liên lụy theo. Chúng ta phải đến các chùa, gặp các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tư vấn giải quyết nỗi khổ niềm đau để chúng ta chia sẻ. Rồi đến đó chúng ta sẽ đón nhận được các giải pháp. Còn bây giờ mình đi tâm sự giải bài với những người không có kiến thức về lĩnh vực này, phần lớn họ sẽ đổ dầu vào lửa. Họ đang đứng về phía mình để ủng hộ mình, nhưng mà thực ra đang đẩy mình vào những cái tình huống khó khăn hơn. Cho nên á, ngoài trừ những cái trường hợp á, người thân chúng ta có cái kinh nghiệm đặc biệt, có cái kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đó, thì chúng ta nhờ họ tư vấn để tháo mở. Rồi ngoài ra là nên nhờ thêm các thầy, các sư cô tại các chùa, đảm bảo quý vị sẽ có được những giải pháp thích hợp. Cho nên cố gắng đến chùa sinh hoạt vào những ngày sốc vọng, tức là ngày rằm và mùng một, quý vị sẽ thấy đời sống tinh thần mình nó trở nên phong phú hơn, tươi mát hơn. Và theo Đức Phật á, thì chúng ta phải tập gọi là làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được thái độ, làm chủ lối sống, thì tự động chúng ta làm chủ được cuộc sống này. Nhờ đó là mình là bớt đi cái nỗi khổ niềm đau.
là các Phật tử tu hành đó, thì hàng ngày họ đến chùa tụng kinh. Trong các bài kinh đó, Đức Phật dạy về đạo đức nè, dạy về quản trị đất nước nè, quản trị xã hội nè, dạy về thiền định nè, dạy về cái cách đó là trút bỏ nỗi khổ niềm đau nè, rất nhiều phương pháp. Mà nếu mà mình không đọc kinh thì mình đâu biết được. Cho nên đó, phải chịu khó đến chùa để tìm hiểu về Phật pháp. Chùa thì lúc nào cũng rộng mở, không có phân biệt đối xử người giàu kẻ nghèo. Thì quý bà con đừng có mặc cảm rằng là tôi nghèo quá, tôi đến chùa không có tiền để cúng, không có sao hết. Quý vị nghèo quá thì đến chùa vào những cái ngày lễ lớn đó, chùa người ta còn phát cơm miễn phí cho ăn mà. Người nào có thì ủng hộ để nhà chùa đó làm Phật sự phục vụ cho bá tánh, giống như các bà con trong quỹ đạo Phật ngày nay. Họ là những người thành công trong làm ăn thì họ mới dành ra những cái khoản tiền thay vì chi tiêu cho bản thân, thì họ đi làm từ thiện. Đó là khi mình làm Phật tử đó, thì đời sống tinh thần mình nó cao quý hơn. Cho nên chúng ta không còn nghĩ đến cho riêng mình nữa, mà chúng ta biết nghĩ đến tha nhân. Và khi một người khác còn nỗi khổ niềm đau thì người có tu học Phật nó sẽ thấy rằng là tôi đã có trách nhiệm để giải quyết bớt, để tháo mở bớt cái nỗi khổ niềm đau ở người đó. Bắt đầu chúng ta có tinh thần nhân ái, từ bi, rồi tương thân, tương trợ lẫn nhau để giúp cho nhau được hạnh phúc. Thế đó là những đời sống tinh thần. Và các quý Phật tử chịu khó đến chùa thường xuyên, các quý bà con đạo thờ ông bà đến chùa là rất là thích hợp. Vì đạo Phật đề cao đó vai trò của cha mẹ và ông bà như là các vị Phật. Ta không có tôn giáo nào xem cha mẹ ngang bằng với người sáng lập tôn giáo như là đạo Phật đó. Cho nên người mà theo đạo thờ ông bà vào đạo Phật rất dễ, vì đạo Phật tôn vinh cha mẹ lên số 1. Còn các tôn giáo nhất phần người ta chỉ nói rằng là Chúa tạo ra cha mẹ ông bà chúng ta, Chúa mới là cha thật của chúng ta, còn cha mẹ chỉ là tạm thời thôi. Cho nên sau khi chết á, thì từ năm 1963 trở về trước á, đạo Thiên Chúa Tin Lành ta cấm thờ cha mẹ ông bà. Ta xem cha mẹ ông bà là ma quỷ, ta cấm thờ. Bây giờ thì tôn giáo này bắt chước đạo Phật cho phép thờ cha mẹ. Thì cha mẹ rất là thiêng liêng, nó là nguồn gốc mà chúng ta có mặt. Còn các đạo nhất thần người ta cho rằng là con người là do Thượng Đế tạo ra. Đạo Phật khẳng định ngược lại, con người do chính con người tạo ra thông qua cha và mẹ ruột của mình, chứ chẳng có ông Thượng Đế thần linh nào hết đó. Chứ là phải có kiến thức đó để chúng ta đền ơn đáp nghĩa một cách trọn vẹn và đúng tình người. C. Ít muốn và biết đủ. Trong cái hoàn cảnh vật giá lao tan, để không khó khăn á, chúng ta phải tập hài lòng với những gì mình đã nỗ lực hợp pháp. Người biết hài lòng á sẽ không đẩy mình vào trong cái tình thế khó, và cũng không có trèo cao để khỏi phải bị té đau. Chúng ta rất dễ dàng là giảm bớt cái sự ước muốn, để giảm bớt sự tiêu thụ vừa phải thôi. Thực tế đó, khi còn nghèo chúng ta phấn đấu một ngày có 3 kiểu cơm, chứ khi giàu rồi đó quý vị sẽ ông không ăn ngày 3 kiểu cơm đâu, ăn còn có 2 cử, có người ăn còn có 1 cử thôi. Còn nếu ăn 3 cử thì mỗi cử ăn rất ít, thì để gì? Giữ dáng cho đẹp. Nghèo thì chúng ta bận tâm đến việc đó là cơm ăn áo mặc, chứ giàu ta bận tâm đến những việc khác. Do đó phải tập ít muốn, để chúng ta không tự làm khó mình trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Biết đủ tức là hài lòng với những nỗ lực hợp pháp, hợp đạo đức. Kết quả đạt được như thế nào chúng ta hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Và nhất là thanh thiếu niên phải tập được cái thói quen ít muốn biết đủ này, để không đua đòi với chúng bạn nhà giàu, không đẩy cha mẹ mình vào cái tình thế khó xử. Chúng ta biết tiện tặng, và tiện tặng là kiện phước. Rồi biết chia sẻ cái phước mình có cho các mảnh đề bất hạnh hơn. Nơi nào đang khổ á, thì lá rất ít đừng lá rất nhiều, lá rất nhiều đừng lá rất mồng tê, lá rất mồng tê thì đừng lá rất màn trời chiếu đất. Thì có tấm lòng á, cao quý là chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau được, để kết thúc những nỗi khổ niềm đau. Còn theo đạo Phật đó, để kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau đó, thì chúng ta phải thực tập được 3 phương diện. Đó là sống đời đạo đức trọn vẹn,
thực tập thiền định trọn vẹn và phát triển trí tuệ trọn vẹn. Sau năm 45 ở miền Bắc, năm 54 ở Bắc Trung Bộ, năm 75 ở miền Nam đó, môn đạo đức học đó đã bị đưa trong các nhà trường. Đó là một cái thiếu sót lớn về cái chính sách giáo dục ở tại Việt Nam. Và hậu quả là hiện nay sau mấy chục năm mất cái môn đạo đức học đó, cái sự suy thoái đạo đức tại Việt Nam trở nên rất nghiêm trọng. Tội phạm Việt Nam trở nên hung hãn hơn, ác độc hơn, tàn nhẫn hơn, vô nhân đạo hơn. Giết nhau nó chỉ vì một cái khoản tiền rất nhỏ, nó không đáng đâu vào đâu. Rồi á, tội phạm Việt Nam đang có khuynh hướng trẻ hóa. Tuổi trẻ là cái tuổi hồn nhiên vô tư, bây giờ trở thành những kẻ tội phạm. Và cái tỷ lệ này đó, Việt Nam gần như là phá kỷ lục ở châu Á, một cái kỷ lục rất tồi tệ về trẻ hóa tội phạm. Là bởi vì đó, ở nhà trường bỏ quên cái môn đạo đức học. Và các bậc cha mẹ ở nhà cứ nghĩ rằng là nuôi con em mình ăn học cho tiền đó là đủ rồi, mà không chịu trở thành là thầy giáo đạo đức cho con em của mình tại nhà. Gần đây đó thì Việt Nam bắt đầu nhận thức được cái lỗ hổng đó, đưa cái môn giáo dục công dân vào nhà trường. Nhưng mà môn này chưa đủ, vì giáo dục công dân dạy quá nhiều thứ, nào là ban giáo quốc tế, nào là môi trường học, nào là luật pháp Việt Nam. Nhưng mà cái yếu tố đạo đức thì quá ít. Đang khi ở tuổi trẻ thơ đó cần á huấn luyện đạo đức. Do đó chúng tôi đề nghị đó, các nhà trường Việt Nam phải đổi cái khẩu hiệu, đừng có chủ trương cái khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn. Học lễ đó là học cái văn hóa, và thậm chí là học theo cái cách ngoại giao thôi. Mà đôi lúc trong rất nhiều cái ngoại giao, người ta không có thật tâm với nhau, người ta chỉ làm hài lòng nhau một cách đó là giả vờ thôi. Giờ chúng ta phải đổi lại khẩu hiệu là tiên học đức hậu học văn. Đầu tiên phải học đạo đức. Đạo đức đối với cha mẹ, đạo đức đối với người thân, đạo đức đối với quốc gia, đạo đức đối với xã hội, đạo đức đối với kinh doanh, đạo đức đối với luật pháp. Mọi thứ đều phải lấy đạo đức làm đầu hết, thì chúng ta mới trở thành là một con người có giá trị được. Khi có đạo đức rồi đó, có kiến thức càng rộng nhiều chừng nào, chúng ta trở thành con người nhân bản, nhân văn nhiều chừng đó. Còn thiếu đạo đức á, có nhiều kiến thức, chúng ta sẽ trở thành là con người nguy hiểm và đe dọa cho sự an toàn của cuộc sống. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta phải phát triển đạo đức. Phát triển đạo đức là gồm có 4 phương diện: phải nói lời đạo đức, phải hành động đạo đức, phải có nghề nghiệp phù hợp với đạo đức, và phải nỗ lực đạo đức. Còn về thiền định trọn vẹn đó, thì chúng ta phải có chánh niệm, tức là làm chủ bản thân mình trong đi đứng nằm ngồi, làm chủ các thói quen, làm chủ ứng xử và làm chủ lối sống. Chứ là tập rồi thành thói quen thôi. Và phải dành thời gian để tĩnh tọa, hít thở không khí thật là sâu, nhẹ nhàng. Cứ hít vào là 7 giây, dừng lại 2 giây, thở ra 7 giây, dừng lại 2 giây. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể nó làm cho chúng ta nó giảm được bệnh tật, tinh thần được sảng khoái, thoải mái, lạc quan, yêu đời. Và trong lúc thiền định đó, chúng ta gọi là buông hết tất cả các ý niệm, giữ cho tâm được trạng thái trơn không. Lúc đó đó, chúng ta sẽ sống trong trạng thái là thư giãn trọn vẹn, buông thư trọn vẹn, thoải mái thông dong trọn vẹn. Đừng có nhớ đến việc làm, việc nhà, việc công sở, quên hết tất cả đi ở trong vòng 30 phút ngồi thiền. Sau đó chúng ta sẽ trở thành một cái người mới hơn, sáng suốt hơn, bản lĩnh hơn, và giải quyết các công việc đang còn tồn đọng. Còn lúc ngồi thiền là đừng nhớ việc gì hết, giữ tâm lẳng lặng trăng không. Làm được như thế thì chúng ta đang được gọi là thực tập và phát triển thiền định. Và phương diện thứ ba đó là phát triển trí tuệ trọn vẹn. Trí tuệ trọn vẹn thì gồm có 2 phương diện, đó là nhận thức chân chính và tư duy chân chính. Nhận thức chân chính về cuộc sống và cuộc đời đó, chúng ta phải thấy rất rõ là không có nguyên nhân đầu tiên, tất cả mọi thứ là nương nhau hình thành, tồn tại và phát triển thôi. Không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, không có nguyên nhân đầu tiên là tâm, không có nguyên nhân đầu tiên là vật chất, mà tất cả nương nhau hình thành và tồn tại. Cho nên chúng ta không tin vào số phận, không tin vào sự an bài nữa, chúng ta phải tin vào
sự nỗ lực của bản thân để giải quyết các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Còn tư duy chân chính là tư duy lạc quan, tư duy tích cực, tư duy về nhân quả, tư duy về giải pháp, chứ chúng ta không chấp nhận mọi thứ áp đặt lên, phải chủ động để mà giải quyết cuộc sống này. Nhờ đó chúng ta có kiến thức và không còn mê tín dị đoan nữa, không còn sợ thượng đế thần linh nữa, không còn sợ những cái hình thức là xấu xa nữa. Chúng ta có bản lĩnh hơn, có sức chịu đựng hơn và giải quyết được các vấn nạn của mình. Kiến thức là chiếc chìa khóa của cuộc sống, nó là cái con đường của hạnh phúc. Kính thưa quý bà con cô bác, khi chúng ta tập làm quen với phương pháp và xoa dịu nỗi đau của Phật giáo, chúng ta bước lên một bước nữa là kết thúc nỗi đau, nỗi khổ, thì cái nhiệm vụ cuộc sống của mình mới được xem là thành công. Trước khi nhờ đất nước giúp đỡ, xã hội giúp đỡ, người thân giúp đỡ, Đạo Phật khích lệ chúng ta là phải tự giúp đỡ mình, tự năng động lên, tự tích cực lên, thay vì than vãn nỗi khổ niềm đau đang có mặt. Thì Đạo Phật dạy chúng ta hãy thắp cái ngọn đuốc ánh sáng lên để kết thúc nó. Nói chung là chúng ta phải chủ động làm những việc khó làm, làm những việc đáng làm. Và khi làm xong rồi, chúng ta chính là người hưởng được hạnh phúc từ những việc làm cao thượng của mình. Nếu các quý bà con cô bác thấy rằng lời đề nghị xoa dịu nỗi đau là thực hiện được, thì quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn. Và nếu quý vị thấy rằng là ngoài xoa dịu nỗi đau, tôi phải có trách nhiệm để kết thúc nỗi khổ niềm đau, và điều đó là có thể thực hiện được, xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ